với kênh PFG Nhà ở Mỹ thì hôm nay Hân rất vui khi được đồng hành cùng với chị Trâm để dẫn mọi người đến khu này gọi là khu Tamron. Thì hôm nay chúng ta sẽ được lại được đi tham quan các mẫu nhà của Bureau là D.L. Horton. Thì trước khi mà giới thiệu thêm về khu này thì để Hân nhường lời lại cho chị Trâm chào với mọi người nhé. Dạ chào quý vị, em là Trâm Bùi, nhân viên địa ốc của công ty PFG. Hôm nay em cùng Hân giới thiệu đến quý vị một trong những khu nhà ở thành phố Katy. Nhưng mà thuộc về rất là gần với lại Single Range luôn. Dạ thưa quý vị biết là Single Range từ xưa giờ rất là nổi tiếng là một cái khu nhà là rất là lâu đời mà rất là tốt, đúng không? Thì đây là một khu nhà mới mà của builder D.L. Horton, họ đặc biệt sở hữu cả nguyên khu đất. Và khu đất này quý vị biết là rộng tới nỗi là 10 năm mới xây xong. Thì họ mới ở đây chỉ có khoảng 4-5 năm thôi, thì họ còn khoảng 4-5 năm nữa mới xong quý vị. Thì hôm nay quý vị thấy là tụi em đang đứng ngay tại clubhouse của khu Tamron. Và thường là những cái khu nhà già mà 600-700 ngàn thì họ mới build cái clubhouse bự như vậy quý vị. Nhưng thật sự ở Tamron ở đây thì giá bắt đầu chỉ có khoảng 310 ngàn thôi mà quý vị đã sở hữu được tất cả những cái cơ sở vật chất và rất là tốt. Đặc biệt là họ có phòng tập thể dục, phòng gym ở đây luôn. Dạ rồi, họ có cái sẵn bước như vậy và họ có những cái phòng để cho quý vị làm tiền hay là mình tổ chức hội nghị gì đó nếu mà người dân mình ở trong khu mình nếu mà mình cần. Và hồ bơi quý vị thấy là họ có ống trường giống như là một viên nước thu nhỏ, và có cả hồ bơi mà mình có láp khua giống như để thi đấu gì đó. Dạ rất là đẹp luôn. Thì đây sẽ là hứa hẹn trong những cái khu lớn thứ nhì sau Single Range. Và giá rất là mềm quý vị, mà khu rất là yên tĩnh và an ninh. Nên em hy vọng là quý vị cũng sẽ yêu thích khu này và cùng em và Hân đi tham quan những mẫu nhà bán chạy ở đây nhé. Một trong những mẫu nhà trệt mà cái này mình gọi là nhà inventory á, của builder là D.L. Horton trong khu Tamron. Thì để chị Trâm giới thiệu cho quý vị về mẫu nhà này nhé. Thưa quý vị, ở đây khi quý vị đến với Tamron á, mình sẽ được rất là nhiều kiểu nhà trệt để mình lựa chọn luôn. Họ cũng có nhiều kiểu nhà hai lầu lắm luôn. Nhưng mà đây là một trong những nhà bán chạy, tại nhà này được 4 phòng quý vị và rộng là 2031 square feet. Và quý vị thấy là builder họ lựa sẵn cho mình những cái upgrade rồi, nên thành ra mình có nguyên cái bếp này rất là rộng rồi hơn ha. Mình đã khoát ha, mình có stainless drum faucets. Rồi mình cũng sẽ có bếp luôn quý vị, nhưng mà tại vì ở đây họ chưa có order xong á, nên thành ra là còn. Nhưng mà nhà này sẽ nhận rất là sớm, trong vòng khoảng 30 ngày thôi mình được nhận nhà rồi. Nhà này nó có rất là nhiều cái ngõ ngách ha, để cho mình là ví dụ mình có phòng giặt ở đây. Đúng rồi. Rồi mình có thêm closet nữa, rất là nhiều, rất là rộng rãi, phòng ngủ cũng rất là to. Rồi vậy để cho quý vị đi tham quan nhà này nhé. Thì nãy giờ và quý vị cũng đã được xem mẫu nhà này rồi, thì bây giờ để em nhờ chị Trâm chia sẻ với mọi người là cái giá bắt đầu của căn nhà này là bao nhiêu nhất. Thưa quý vị, nhà này là quý vị thấy cái kiểu rất là hiện đại luôn. Mình có stucco, mình có gạch, rồi cái cửa sổ nhìn nó cũng rất là lạ hơn ha. Cái thẳng cái ngang. Nhưng mà tạo điểm nhấn cái nhà này, thưa quý vị, giá nhà này hiện họ đang list là khoảng 339 ngàn ạ.
Dạ. Mà tất nhiên là họ sẽ có tặng cho mình loosing package, là họ cho máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, hệ thống tủ tự động, màn cửa luôn để mình dọn vô. Rồi vậy mình cùng dẫn quý vị tham quan thêm những mẫu nhà kế tiếp nhé. Vâng, và thưa quý vị, là đây là mẫu nhà thứ hai mà Hân và chị Trâm sẽ cho mọi người xem. Và mẫu nhà này thì sẽ nhỏ hơn, một chút nhỏ hơn so với mẫu nhà đầu tiên mà chúng ta đã được coi. Thì cái giá nó có khác nhau nhiều không chị Trâm ơi? Thưa quý vị, nhà này là khoảng 1.574 square feet, là gần 1.600 square feet quý vị. Thì nhà này mà được 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm luôn quý vị. Mà giá rất là mềm, là cỡ có 323.000 thôi. Rồi chưa tính những upgrade mà họ bỏ vô nữa đó. Thì giờ mình dẫn quý vị giờ cho quý vị xem bên trong nhé. Điểm gì khác biệt nhất thì quý vị, em và Hân đang đứng trong mẫu nhà này là 1.750 square feet, là gần 1.800 thưa quý vị, mà mình được 4 phòng ngủ luôn. Mà giá rất là mềm thưa quý vị, là chỉ có khoảng 327.000 thôi. Được 4 phòng ngủ nha. Vậy quý vị cùng vào bên trong xem thử cái cấu trúc nhà giống như thế nào nhé. Thì bây giờ em biết là có nhiều cái giá, nên để bây giờ em nhờ chị Trâm chia sẻ lại với mọi người là giá bắt đầu nè, cũng như là thuế và HOA ha. Dạ thưa quý vị, giá bắt đầu của khu này là chỉ từ khoảng có 310.000 thôi, tùy theo nhà lớn nhà nhỏ quý vị. Nếu quý vị đang tìm kiếm một cái khu nhà nào mà gần khu vực Single Rent, mà trường bên đây cũng rất là tốt, mình học trường là More ISD quý vị, nhưng mà trường học được cũng đánh giá là trường tốt luôn. Và đặc biệt thuế đây cũng không có mắc, mình chỉ thuế chỉ có khoảng 3 chấm thôi, mình mua ở mình được giảm thuế chỉ khoảng 2.8. Và SOA ở đây quý vị thấy có rất là nhiều khu vui chơi giống như vậy. Mình có hồ để mình đi bộ tập thể dục luôn, nhưng mà mỗi năm chỉ có khoảng 1.200 thôi. Và với em nghĩ là ở đây mình khu này được như chị nói là mình gần Single Range nè, và đi đâu cũng gần. Và thứ hai là thuế, tính ra nếu mà so về giá thuế thì vẫn là thấp so với các đúng khu rồi, vực khác. Mà nhà còn nhà mới nữa. Chị ơi, vậy thì trong thời điểm hiện tại bây giờ nè, thì builder có cho những khuyến mãi gì không chị? Dạ thưa quý vị, để em highlight lại ha, là đặc biệt nếu quý vị mua nhà với họ đó, thì cái giá cả mình vẫn có thể thương lượng được. Và đặc biệt là khi quý vị vô ở thì họ sẽ cho máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, hệ thống tưới cỏ tự động, màn cửa luôn. Và đặc biệt nếu quý vị làm loan với lại builder, hầu như cái chi phí để làm loan là builder họ trả hết, họ trả hết luôn. Và đặc biệt là họ có thể khóa lại cái rate bây giờ luôn là 5.75. Thị trường ở ngoài là 6.7 chấm thì họ khóa cho mình 5.75 luôn. Dạ rất là tốt quý vị. Vâng, và em nghĩ là những mẫu nhà như này cũng không còn nhiều đúng không đúng chị? Rồi. Cho nên là nếu quý vị mà muốn tìm cho mình một gọi là căn nhà vừa vừa với túi tiền của mình, cái và có trường học tốt, và bên cạnh đó là gần Single Range nữa, thì mọi người hãy nhanh chân lên nhé. Và vì em nghĩ những căn nhà như này thì sẽ không còn nhiều nữa đâu, tại vì builder cũng muốn bán cho nhanh để mà hết năm rồi, dạ, đúng để rồi. Ra những mẫu nhà mới. Vậy dạ. Nên là quý vị hãy nhanh chân để mà liên hệ với bọn em để mà có thể sở hữu được cái căn nhà mình mơ ước nhé. Và nếu quý vị yêu thích video như này thì